Xin kính chào quý vị. Hôm nay trong video này Thanh Xuân sẽ nói về hoa quỳnh. Đó là một cái loại hoa và những biểu tượng, ý nghĩa và truyền thuyết của nó. Giải thích về hoa quỳnh. Chi quỳnh, cây quỳnh Epiphyllum, nguyên gốc từ tiếng Hy Lạp, gồm chữ epi là trên và philum là lá. Như vậy Epiphyllum, tuy nhiên gọi là lá thì cũng không đúng, vì quỳnh chỉ có cành và cành biến thể trông giống như lá vậy. Cây quỳnh nguyên thủy chính là cây dại mọc bám vào các thân cây ở khu rừng nhiệt đới tại vùng Trung và Nam Mỹ. Tuy nhiên quỳnh sống cộng sinh chứ không phải sống ký sinh. Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia, hoa quỳnh danh pháp khoa học là Epiphyllum, là một chi thực vật gồm khoảng 19 loại thuộc loại xương rồng Cactus, có nguồn từ Trung Mỹ. Tên gọi chung của chúng trong tiếng Việt là quỳnh. Hoa còn được gọi là hoa quỳnh. Các loại quỳnh thường là hoa dại hoặc được trồng để làm cảnh và nở về đêm, nên được rất nhiều người ưa chuộng và mệnh danh là nữ hoàng của bóng đêm. Các loại hoa quỳnh. Quỳnh trắng Epiphyllum oxypetalum là một loài quỳnh được nhiều người biết đến. Hoa quỳnh trắng này còn có một cái tên gọi khác xuất phát từ Hán là đàm hoa nhất hiện, nghĩa là hoa chỉ nở thoảng qua. Hoa có dạng hình giống kèn trumpet, cuốn phủ một màu đỏ cam với những chiếc gai nhỏ, ngắn. Quỳnh thường nở vào khoảng tháng 6, tháng 8 và chỉ nở duy nhất một đêm. Từ 3, 4 tháng sau có thể nở ra một đợt nữa. Cánh hoa mỏng, mềm mại, bề mặt như phủ sáp, trong sắc trắng với nhị vàng và hương thơm nhẹ nhàng. Khi hoa nở, cánh từ từ hé mở cho đến khi đạt kích thước tối đa, đường kính từ 10 cho tới 20cm rồi cụp dần và tan đi nhanh chóng trong khoảng 1-2 giờ. Thứ hai, hoa quỳnh đỏ Epiphyllum acermini, cây nhỏ hơn quỳnh trắng, hoa màu đỏ hoặc pha da cam, hoa cũng nhỏ hơn và không nhiều cánh bằng quỳnh trắng. Thứ ba, quỳnh Epiphyllum hybrids là một của quá trình lai tạo, cấy ghép từ quỳnh nguyên thủy với loại xương rồng khác và tạo ra những hoa quỳnh có rất nhiều màu, hồng, da cam, tím, vàng và kích thước hoa rất thay đổi. Ở Đà Lạt, sau 5 năm công phu lai ghép giữa quỳnh với thanh long và dùng đèn điện thắp sáng, năm 2004, ông Mười Lới, một người trồng hoa, đã tạo ra một loại hoa quỳnh nở ban ngày gọi là Nhật quỳnh. Hiện Nhật quỳnh đã phát triển thêm được nhiều loại có màu sắc phong phú. Nhìn cây hoa quỳnh, người ta khó phân biệt đâu là lá, đâu là thân. Cây có một bộ phận thân giống như phiến lá, bản rộng dẹp màu xanh và có gân ở giữa. Hoa mọc ở kẽ và những khía cạnh của thân, phần dẹp và rộng bản. Theo quyển Epiphyllum của tác giả người Đức Marga Liu, thì hoa quỳnh được các thủy thủ người Âu Châu khám phá lần đầu tiên tại Nam Mỹ cách nay 250 năm. Nhưng mãi đến thế kỷ sau hoa quỳnh mới được biết nhiều tại Anh Quốc, rồi sau đó lan tràn sang Pháp, Đức và toàn châu Âu. Đến thập niên 1920, hoa quỳnh mới sang tới Mỹ và đây trở thành lò sản xuất hoa quỳnh lai giống hybrid hàng đầu thế giới. Chữ hybrid dùng để chỉ các loại hoa lai giống. Phần lớn cây quỳnh thường thấy ngày nay là quỳnh hybrid, tiến triển qua nhiều năm ghép phấn của các loại hoa quỳnh. Biểu tượng của hoa quỳnh, người Tây Phương đã nói hoa quỳnh tượng trưng cho sắc đẹp phù du, transient beauty, nở đó để rồi tàn đó. Thật là tiếc cho thoáng hương quỳnh trong đêm, một thoáng phù du đã vội dùng cánh gió bay xa. Hoa quỳnh tượng trưng cho cái vẻ đẹp trúc thủy, loyal beauty, vì hoa chỉ nở một lần rồi
tàn tạ cũng như tình yêu đầu tiên và duy nhất dâng hiến cho người tình. Vì kiếp hoa sớm nở chóng tàn, hoa quỳnh được ví như một cuộc tình mong manh, nhưng đó là một cuộc tình đẹp và thanh tao. Hoa quỳnh cũng biểu tượng cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh, hoa vội tàn làm thổn thức người xem, thấm thía bùi ngùi, nhớ lời mẹ ru. Bông ngâu rụng xuống cội ngâu, em còn phụ mấu, dám đâu tự mình. Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh, dù ai ngậm ngọc dỗ mình đừng siêu. Câu ca dao. Thú ngắm hoa quỳnh nở, theo thông tin trên báo Kiến Thức, tiến sĩ Nguyễn Kim Lý, Viện Di truyền Nông nghiệp cho biết, hoa quỳnh nở vào cuối hè và đầu thu. Thời gian hoa nở thường là khoảng 8-9 giờ tối. Khi hoa nở, cánh hoa trắng như tuyết và có màu thêm, mùi thơm tao nhã, hương thơm lan tỏa rộng. Hoa chỉ tồn tại 4 tiếng đồng hồ và héo ngay. Hoa quỳnh nở vào buổi tối để tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời. Thời gian tồn tại ngắn ngủi do cần giảm sự bốc hơi nước. Vì vậy, chúng ta thường thấy hoa nở rồi lại tàn ngay. Đó cũng là một đặc tính thích nghi với điều kiện sống của chúng. Thưởng thức hoa quỳnh là một thú vui tao nhã. Các cụ ngày xưa mỗi lần biết hoa sắp nở, mời vài người bạn thân đến chơi, trong khi chờ ngắm thưởng hoa nở, cụ thường trịnh trọng khoa một ấm trà ngon, khói bốc thơm nghi ngút, vừa nhấm nháp trong khi chờ khai hoa nở nhụy, ngắm từng cánh hoa từ từ bung nở, khoe sắc tuyệt vời như dung nhan của một giai nhân. Cánh hoa quỳnh mỏng như lụa, màu trắng ngà, có lẽ không có màu trắng nào sánh. Màu trắng cánh hoa quỳnh dường như có một chút gì đó rất mơ màng và liêu trai. Nhị màu vàng đẹp lộng lẫy, hoa tỏa hương thơm ngát nhẹ nhàng thanh tao. Ngồi ngắm hoa quỳnh nở, người ta có thể quan sát bằng cặp mắt thường các cánh hoa từ từ hé nở. Sau khi nở hết cỡ là hoa cụp trở lại, héo và tàn dần. Người chơi hoa quỳnh phải chờ đợi công phu kiên nhẫn mới có dịp được tận mắt ngắm hoa nở. Thường những người có tuổi hoặc từng trải mới dám trồng hoa quỳnh. Có người trồng cả đời nhưng quỳnh không chịu nở hoa. Hoa quỳnh kén người trồng như kén bạn tâm giao, cần sự tương thông giữa hoa và người, phải có duyên. Đó là thế giới của hoa diễm lệ, chỉ nở về đêm cùng ánh trăng rạng rỡ trên cao. Những hoa này nhờ côn trùng sống đêm mà thụ phấn, kết bông và nở hoa. Thế giới ban đêm của hoa kỳ diệu là thế đó. Thì nhào đùa nở, tỏa hương thơm ngát, trong lúc phần đông chúng ta đang chìm đắm trong giấc ngủ chập chờn mộng ảo. Trong hết thảy các loài hoa trên mặt đất, có lẽ hoa quỳnh là một trong những loài hoa đặc biệt nhất. Cây hoa giản dị, ban ngày trông xoàng xỉnh tầm thường, nhưng về đêm lại là nữ hoàng của muôn hoa. Có thể nói hoa quỳnh là nữ hoàng kiều diễm lộng lẫy của thế giới về đêm. Thank you for watching, and I hope you like my video. Please subscribe, give it a thumb up, like to support my channel. Thank you so much.